Xin chào mọi người, hãy cùng mình lắng nghe những lá thư tâm sự nhé. Lá thư tâm sự đầu tiên. Tôi rất ân hận vì mình đã phá tan một gia đình yên ấm. Em ấy 25 tuổi, bằng tuổi tôi, có chồng và một cậu con trai. Tôi làm chung với chồng em, rất thân thiết. Anh quan tâm tôi như người anh trai. Tình cảm ba chúng tôi rất tốt, cho đến một hôm em gọi điện cho tôi và khóc. Em nói: "Vợ chồng em vừa cãi nhau, em bế con về ngoại, đang rất buồn và cần những lời chia sẻ." Tôi lập tức đến với em, và trong một phút yếu lòng, chuyện đó đã xảy ra. Thời gian cứ thế trôi đi được nửa năm, chúng tôi vẫn quan hệ với nhau. Tôi thấy rất có lỗi với anh, nhưng lại không đủ bản lĩnh để rời xa em. Anh đã đón em và cháu về gia đình sum họp. Đáng lẽ tôi phải mừng cho em, nhưng lại rất buồn. Rồi chính tôi là người gọi điện nhắn tin cho em, và chuyện đó lại xảy ra. Chúng tôi lén lút quan hệ với nhau gần một năm sau đó. Trong những lần gần em, tôi bịa ra đủ thứ về chồng em để nói. Tôi bảo với em rằng chồng em bị đồng tính. Đã có lần anh đòi quan hệ với tôi, mặc dù chuyện đó không hề có. Em suy sụp hẳn và lại ngả vào lòng tôi. Chúng tôi kéo dài như thế một thời gian dài. Cho đến một hôm, anh phát hiện ra bí mật này. Không đánh, không chửi tôi, cũng như em. Chỉ lặng lẽ nói cả ba sẽ chấm hết. Em khóc rất nhiều, van xin anh tha thứ, nhưng anh lặng lẽ viết đơn. Vợ chồng anh ra tòa. Ngày ra tòa em khóc rất nhiều. Cháu bé ngơ ngác không hiểu chuyện. Anh cho em được quyền nuôi con, em lại khóc. Giờ tôi thấy rất ân hận vì mình đã phá tan một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Bản thân mất đi một người bấy lâu nay coi như là anh trai. Tôi rất muốn xin anh tha thứ, nhưng anh không cho tôi cơ hội đó. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Tâm sự thứ hai. Tâm sự bị vợ nắm kinh tế nên không thể có trách nhiệm với con riêng. Tôi là người đàn ông ở tuổi trung niên, có vợ và hai con. Vợ chồng đều có thu nhập khá. Cách đây hơn chục năm, tôi đã ngoại tình với một cô gái trẻ. Lúc đó không thể vượt qua cám dỗ về thể xác. Chính vì thế, tôi luôn viện lý do công việc khó khăn, ít khi đưa tiền cho vợ. Có khi còn nói vợ vay tiền cho. Vợ phải chạy vạy vay tiền, dù lúc đó bố mẹ tôi bệnh tật và con cái đang tuổi ăn học. Tôi đã có thêm một đứa con với người phụ nữ kia. Việc này sau đó bị vợ phát hiện. Cô ấy không hề làm giùm beng, cũng không nói cho bố mẹ tôi và con cái biết. Vợ tôi khóc rất nhiều. Từ đó quan hệ của chúng tôi không còn như trước nữa. Tôi không muốn mất gia đình, không muốn chia rẽ con cái, nên cầu xin vợ tha thứ, hứa sẽ bù đắp và không tái diễn nữa. Vợ nói không rõ tôi sẽ bù đắp như nào, nhưng nói từ giờ sẽ cầm hết lương tháng của tôi. Với lý do để lo cho con cái tốt nhất, tôi đồng ý. Nhờ vợ tích góp mà gia đình tôi mua thêm được mảnh đất nhỏ. Vợ tôi tạo điều kiện tốt nhất cho các con ăn học trong khả năng của mình. Các con tôi học rất khá, vâng lời mẹ. Năm tới con trai chúng tôi sẽ ra nước ngoài học theo anh trai. Lẽ ra chúng tôi không thể đủ tài chính cho các con đi du học. Nhưng nhờ vợ biết chắt chiu nên có khoản tiền tiết kiệm, rồi vay thêm của họ hàng, các con tôi đã có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Cả hai đứa đều vào được những trường đại học tốt ở nước ngoài và rất thần tượng mẹ. Điều làm tôi băn khoăn trong lòng là đã không thể có trách nhiệm với đứa con riêng của mình từ khi chấm dứt quan hệ với người tình vì bị vợ nắm kinh tế. Tôi không thể mở lời với vợ về chuyện đó vì biết vợ không bao giờ đồng ý. Chỉ cần nhắc đến người tình cũ thôi, chắc chắn vợ tôi sẽ nổi giận ngay. Vợ cho rằng tôi đã không hoàn thành trách nhiệm và việc để vợ quản lý kinh tế là cách tốt nhất để bảo toàn quyền lợi của các con, cũng như bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ của tôi. Cô ấy thản nhiên nói mình không phải là thánh, không có thừa lòng nhân đạo và bản thân đã gặp rất nhiều khó khăn khi nuôi con. Đó là những việc bình thường và ai cũng nên cố mà vượt qua
chứ đừng kêu ca kiếm sự giúp đỡ. Tôi không muốn làm căng, nhưng trong lòng rất băn khoăn. Xin hãy cho tôi lời khuyên.